bạn có biết là vì sao những cái người làm chủ ai cũng khó tính, ai cũng cầu toàn từng ly từng tí một không? Nhiều bạn nhân viên khi sếp nhắc nhở thì hay cho rằng cái việc có đáng gì đâu, chuyện nhỏ xíu mà làm gì mà cứ rối lên vậy, chị cứ thích làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Nhưng bạn có biết rất nhiều trường hợp khách hàng họ khiếu nại một cái việc rất đơn giản nhưng không được giải quyết thỏa đáng, họ bức xúc quá họ đưa lên mạng xã hội ảnh hưởng rất lớn đến uy tín công ty, có trường hợp là sụp đổ luôn một thương hiệu lớn, ví dụ như Thải Siêu chẳng hạn. Hoặc là những cái khách hàng họ mua lần đầu họ mua rất ít, có một bó hoa nhỏ thôi nhưng mình làm không chỉnh chu, không đẹp thì tất nhiên họ sẽ không bao giờ yên tâm để có thể đặt bạn những cái sản phẩm lớn hơn. Đối với mình, khi các bạn làm sai dù là một lỗi nhỏ mình cũng phải nhắc liền, phải cùng nhau sửa lỗi liền, vì nếu những cái lỗi nhỏ đó mà không ai phát hiện ra kịp thời thì một ngày nào đó khách hàng ngày càng ít, doanh thu ngày càng giảm, đội ngũ vì thế tan rã mà không hiểu lý do vì đâu. Làm cùng công ty chẳng khác nào là cùng hồi cùng thuyền, và người sếp giống như là thuyền trưởng, họ phải khó tính, họ phải cầu toàn từng ly từng tí một, vì bản thân họ biết chỉ cần một cái lỗ thủng nhỏ cũng có thể làm đắm cả một con tàu lớn, nên sếp bạn phải là cái người tìm ra cái lỗ thủng đó, và đội ngũ thì phải cùng nhau lấp nó lại để cái con tàu này nó đi xa hơn các bạn ạ.